Sike, Công Phượng, cú đá tuyệt vời, muốn cho riêng mình, chắc chắn phải các chúng ta theo dõi lại cú đá của Công Phượng sẽ nói lên điều đó. Vâng, đó là một pha xử lý mà chắc chắn phải có kỹ thuật rất tốt, sự tự tin rất cao mới dám thực hiện. Những pha xử lý chúng ta thường chỉ thấy ở những cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời như Francesco tốt. Thank you.